Hello anh em, bữa giờ tôi thấy khá là nhiều anh em bình luận kêu là Tú độ bô cho chiếc xe ô tô thử đi, coi cái âm thanh nó như thế nào. Thì ok, thấy ý kiến của anh em cũng khá là hay, nên Tú sẽ quyết định ngày hôm nay là mình sẽ độ một cái bô bất kỳ. Có nghĩa là mình sẽ độ một cái bô nổ ha, không phân biệt là bô gì nha, miễn là bô lon, bô nổ là được rồi. Bô nổ mà mình hay gắn cho mấy cái xe độ để mình nạc bô á. Thì bữa nay tôi sẽ gắn lên xe ô tô này. Thì cái này là Tú cũng hên xui nha anh em, Tú cũng không biết trước là nó sẽ nổ như thế nào nha. Tại vì hồi nào giờ mình đâu có độ cho xe ô tô đâu mà mình biết nó nổ như thế nào. Lỡ mai mà hồi là nó nổ nghe bạc hay là nó nghe bịch bịch thì anh em cũng ráng mà chịu. Tại vì này là làm theo yêu cầu của anh em thôi. Thì bữa nay tôi sẽ lấy xe của chú Hai ha. À, xe của chú Hai cái bô nằm đây nè. Đây nè anh em, cái bô của chú Hai đây ha. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái cổ với cái bô ra nữa là ok. Rồi thì bữa nay mình sẽ độ một cái bô leo đi. Bô leo thì nó thần thánh rồi, anh em chắc cũng biết rồi ha. Bô leo mà nó không xa lạ gì với anh em rồi. Ok, bữa nay tôi sẽ độ một cái bô leo Vinci vô cho chiếc ô tô 7 chỗ để coi âm thanh nó như thế nào nha. Thì cái này là mình độ chơi cho vui thôi nha anh em, mình ở nhà thôi chứ mà đúng ra là mình không nên chạy ra đường đâu. Chạy ra đường là công an sẽ bắt á. Tại cái này nó không có đúng tiêu chuẩn tiếng ồn và khí thải. Ô tô là phải chuẩn khí thải với tiếng ồn này kia các kiểu, nên đâm ra là cái này mình làm vui ở nhà mình nạc bô chơi thôi à. Thì để mà gắn được cái lon bô này thì mình phải cần cái sự hỗ trợ của một cái cổ như vậy. Đó. Đấy. Thấy mẹ rồi, nó không vừa anh em ơi. Cái cổ này của Tú nó nhỏ hơn cái cổ này rồi, nó không vừa rồi. Thì mình sẽ hy sinh cái khúc cổ này luôn. Tại khúc cổ này bữa hổm làm clip Titan nè. Thì sẵn đây cho anh em xem luôn ha. Cái cổ mà hôm trước mà Tú làm Titan nè, anh em thấy không, nó xét nhạt cái đen từ lùi rồi. Nói chung là khuyên anh em đừng làm, mất công tốn tiền mà không trả được gì đâu. Đây. Tốt nhất thì là mình nên bỏ ra một cái số tiền để mình mua luôn cái cổ Titan về mà mình chơi, nó chất lượng hơn. Tiền nào của đó thôi anh em ơi, chứ trả bao giờ mà tiền ít mà đợi hết cái gì thơm được đâu. Thì bây giờ Tú sẽ cắt cái khúc này đi, khúc này nó bự nè, nó bự hơn khúc này, đặng mình nhét vô cái đó là nó vừa là mình ok ha. Ok anh em ơi, thì Tú cũng cắt ngắn là nha, để cho nó bự vừa cái kia mình nhét vô. Thì bây giờ mình sẽ nhét vô cho anh em xem luôn nha. Đẹp luôn anh em ơi, vừa luôn, vừa tiếng luôn. Đấy, giống mấy chiếc siêu xe không, đi chán gì á. Vậy nè, vậy tao mới thấy chữ leo Vinci chứ. Đấy, đưa hỏng hô nha. Rồi, thì bây giờ Tú sẽ lên Tú nẹt vô thử cho anh em nghe nha. Thì hên xui nha anh em, nó nổ sao thì hên xui nha, cái này Tú không hứa được à. Và nó kêu bẹt 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 hay nó kêu tủng 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 tủng. Máy cài chạy sao nó kêu vậy á. Có không? Có. Rồi chơi. Rồi nổ cái hả? Mất con cỏ để vô cho bay bay nữa nè. Quay vô đây cái thấy cái khối nè, để anh em nói mình ghép tiếng nữa. Thấy cái khối ra không? Từ từ để anh nẹt nha. Ngồi yên đi. Bay không? Bay, trời ơi, dữ mà. Đấy, để anh em nói tôi ghép tiếng nha. Thì nó kêu sao kêu? Nó kêu tụng tụng tụng, bẹt 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 hả? Phên, phên. Phim phim à. Ferrari á. Tiếng nghe hay là Ferrari làm gì có vé. Tao tự vé tới giờ lùi thôi coi. Ê, phải vé không được. Anh em dòm Tú đạp chân ga này nha. Không hề ghép tiếng nha. Để nhiều anh em nói Tú ghép tiếng nữa. Thank you.
quá dữ, quá dữ. Sao anh Thanh nghe sao? Y chang mấy chiếc mà Ferrari á. Tính ra là để ga anti nó không có nổ anh em. Lên ga nó mới nổ. Nè. Thôi danh dự nha, không có ghép tiếng nha. Tắt máy. Tính ra là cái lon leo mà nó vô trong cái chiếc xe ẹt hay là quay đồ gì nó nổ nghe cái tiếng nó khác ha. Còn mà vô xe này cái nó nổ nghe tiếng nó đã hơn anh em. Nó nổ nghe phẹt 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 phẹt. Không, nó kêu phình 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 chứ. Nói chung mà Tú không có hỏng cả cảm nhận được là nó nổ cái âm thanh nó như thế nào nữa. Nhưng mà cảm giác của Tú nổ nghe hay đó anh em. Là anh em muốn độ được cái bô như vậy á thì để tôi nói anh em nghe. Không phải là anh em đơn giản á là anh em nhét cái này với cái này vô đây là mà nó nổ được như vậy đâu. Tôi hứa với anh em nha, không bao giờ được. Mà anh em phải bỏ cái bầu hơi ở trong cái gầm á. Phải bỏ cái bầu hơi trong cái gầm thì anh em mới có thể là nó nổ được cái âm thanh đó. Tại vì á từ cái máy nó ra bốn cái cổ bô rồi nó xong cái nó đi qua một cái bầu hơi bự như vậy nè anh em. Một cái bầu hơi bự như vậy. Ở trong cái bầu hơi nó sẽ có những cái lá chắn gọi là lọc gió, bậy lọc gió gì đâu đó, kiểu như là ở trong đó là cái nỉ anh em, để cho nó hãm bớt âm thanh đó, cho nó đạt chuẩn tiếng ồn á. Thì nếu mà anh em muốn nó nổ phèn phèn như vậy thì anh em phải làm cách đó nha. Nói chung mà bữa nay cũng làm cái clip giải thích cho anh em rồi á, để anh em là thắc mắc xe du lịch độ bô vô nó nổ như thế nào thì nó nổ vậy, nó nổ phèn phèn vậy đó. Nó nổ nghe cũng được chứ không hay nha. Nó không có như mô tô hay là nó không có như siêu xe được đâu anh em. Siêu xe người ta động cơ V này V nọ, V4, V6, V8 rồi gì cái kiểu hết trơn. Còn xe mình là chỉ là một cái xe thông dụng thôi. Cái xe thời Napoleon tới nay mà nó nổ phèn phèn như là nghe cũng ok rồi. Bây giờ tắt cái video là tôi mới gắn lại cái đó nè cho nó êm, chứ không thôi ra đường công an bắt chết. Đâu nè, thử cái coi trời rồi. Nẹt sao được nè. Sao được? Bắt lên anh quay đại giống gì á. Hay à. Bấm quay coi chơi. Phát dài hả? Ừ. Kì hả? Ủa bởi như chiếc máy cài luôn rồi đó. Ừ, máy cài hết rồi. Chiếc này có đi dự giải không? Không. Sao hả? Có đi nhưng không có chạy. À, chiếc này Thánh Review nó có đi nha anh em mà nó không chạy thôi. Được. Thì súng nó đi cũng chi rồi nha anh em. Nên đâm ra là súng nó bỏ lại cái xe đạp điện cho Thánh Review nó chạy. Thì anh em đợi đi, khoảng một thời gian sau mà súng nó về mà nó nhận ra được cái chiếc xe đạp điện của con súng nữa thì ăn gì tôi mua. Thiệt, tánh này là anh em biết rồi, nó phá dữ lắm. Thì súng nó đổi chiếc xe đạp của Thánh Review á, đem anh trả anh đang đi lên Sài Gòn học cho nó tiện. Tại vì xe đồ điện độ này kia lên Sài Gòn học sợ công an hay sao á nên nó không lấy. Ủa Hiếu, mình được mấy xe mình đi trả này? 7-8 chiếc gì á? 7-8 chiếc rồi nha anh em. Anh em nào đi thì nhanh tay nha. Đang cứ biết tôi còn đặt xe nữa, chứ để anh em tới nhà anh em mới đi là tôi không đặt được xe đâu nha. Tới đó anh em buồn vui nữa. Ví dụ như mà anh em nào muốn đi á thì trước ngày 25 anh em qua nhà Tú một cái nha. Tiền giải anh em tự đóng nha. Tú chỉ hỗ trợ là Tú bỏ tiền ra, Tú thuê xe, Tú chở anh em đi thôi. Chứ Tú không có đóng tiền giùm anh em đâu nha. Để mình nói lại một lần nữa để nhiều anh em thắc mắc. Tú chỉ hỗ trợ là Tú bỏ tiền ra, Tú thuê xe tải, Tú chở xe của mấy anh em thôi. Còn mấy anh em đi bằng cái gì thì mấy anh em tự đi nha. Chứ Tú không có lo khoản đó nha. Tiền giải anh em tự đóng nha. Tiền ăn uống anh em tự lo nha. Tên Facebook Tú có số điện thoại á, anh em nào thắc mắc cứ điện số điện thoại cho Tú nha, cho dễ liên lạc. Chứ anh em đừng có nhắn tin Facebook là tin nhắn nó nằm trong spam mà Tú không có đọc được. Mất công mà anh em nhắn tin mà không thấy Tú trả lời, anh em buồn vui nữa. Thì có số điện thoại, bây giờ mình thời 5.0 rồi, mình có số điện thoại mình cứ alo. Ừ, vậy á Tú hả, vậy ừ tôi muốn đi 2K, tôi có chiếc xe tập điện vậy đó. Ừ, ngày mấy đi, vậy rồi anh em nói Tú biết, là Tú tập trung xe. Cái mình thuê xe tải, thí dụ đông xe mình mướn xe lớn, ít xe mình mướn xe nhỏ. Theo gì bây giờ đó, mở anh em tự đi thì anh em phải mướn một chiếc xe anh em chở đi, nó tốn cái chi phí anh em vận chuyển. Còn bây giờ Tú gom hết tất cả anh em lại mà Tú trả luôn cái tiền xe rồi anh em đỡ được cái khoản chi phí vận chuyển ha. Ăn uống tự lo nha, đi lại tự lo nha. Rồi, nói chung mà chắc là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này nha. Anh em thích video này cho Tú xin một like, còn đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha.